ra đây kiếm ăn, chứ không phải cho mày ra đây mày xách cái giỏ mày đi dạo nhá. Là anh cháu đấy à? Không ạ, à, đấy là mẹ anh bảo kê khu này ạ. Thế à, bảo kê à? Nó thật tàn nhẫn thật đấy. Bà ơi, sao anh định đánh cháu ạ? À? Không sợ, đã có bà đây rồi. Này. Các anh xong rồi đến bắt đây nhá. Để tôi theo dõi. Vâng. Đánh giày cái gì nữa? Mày biết bây giờ mấy giờ rồi không? Gần 12 giờ đêm rồi đấy. Chú ơi, đánh cho cháu đi hả? Đi chú. Mày điếc à? Không nghe thấy gì à? Tao bảo là không đánh nhưng mà đi chỗ khác đi. Đấy. Tiền đâu? Em không biết. Không biết là như nào? Tao cho mày ra đây kiếm ăn, chứ không phải cho mày ra đây mày xách cái giỏ mày đi dạo nhá. Sáng đến giờ em chưa có khách. Tao thấy mày lảng vảng đây mấy ngày hôm nay rồi. Chắc chắn là mày kiếm được rất nhiều tiền. Nôn tiền ra đây. Em... đưa tiền đây. Em không có tiền. Ôi, nói chung là tao không quan tâm. Từ sáng đến giờ là tao chưa được cái gì vào mồm cả. Mày nhìn thấy bà gì kia không? Ra em mua tao gói xôi. Nhưng em không có đủ tiền. Tao không quan tâm, nhanh. Rất điêu. Mồm kêu không có tiền vẫn lấy tiền để mua xôi. Bà ơi bà. Ôi. Cho con một gói xôi ạ. Gói xôi hả cháu? Vâng ạ. Đây của cháu đây. Cháu cảm ơn bà. Thế bao nhiêu nghìn hả? 10.000. Nhưng mà ở đây cháu chỉ có 5.000 thôi ạ. 5.000 thôi à? Thôi được rồi, cứ đưa cho bà. Cháu cảm ơn bà. Cháu đi đây ạ. Mày đấy. Cháu ơi. Dạ. Là anh cháu đấy à? Không ạ, à, đấy là mẹ anh bảo kê khu này ạ. Thế à, bảo kê à? Nó thật tàn nhẫn thật đấy. Cháu ngồi đây. Thế cháu có đói không? Bà cho cháu này. Hôm nay cũng vắng khách. Bà xôi nó ế, bà mang về không được. Thôi cháu ăn đi cho nó đỡ đói nhé. Cháu xin bà. Thế cháu tên là gì? Cháu tên là Su ạ. Thế có anh em thân thích nữa không? Cháu bị lạc à? Vâng ạ. Đấy à? Thế cháu có nhớ tên anh cháu là ai không? Có ạ, anh cháu tên Thái ạ. Thái à? Thế nhà cháu ở đâu? Cháu không biết ạ. Không biết nhà. Thôi thì cứ ăn đi cho nó đỡ đói. Rồi bà đưa về nhà cháu. Bà mai bà dẫn đi tìm nhà nhé. Vâng ạ. Alo. Tình hình là tôi chưa có bất cứ thông tin gì về em gái tôi đâu. Các anh tìm lại tất cả những đứa trẻ cho tôi. Rồi nhá, giờ chơi không? Anh cùng chúng ta chơi không? Ok. Đi này. Anh có sao không? Anh đã có tin tức gì về bé Su chưa? Hay là để em cầm những tập tờ rơi này hát ở chỗ anh người bé Su bị lạc xem thế nào nhá. Còn em, ai mua xôi không? Ai xôi làm xôi với. Ai? Cậu mua xôi hả con? Vâng, con làm xôi. Đây, con gửi bà. Rồi, bà xin. Bà ơi, con gửi bà tờ giấy này, bà nếu mà thấy đứa trẻ nào thì bà báo giúp con nhá. Không, tôi không thấy. Thôi rồi, tôi cứ cầm đây xong ông Hoàng thấy tôi gọi nhé. Dạ, con cảm ơn bà. À. Sao trông giống con bé hôm nọ thế nhỉ? Đúng là nó rồi. Bóp mạnh cái tay lên. Này, anh làm gì mà bóc lột sức lao động của trẻ con thế hả anh? Tao là ai đấy? Tôi là ai không cần biết. Tôi làm gì kệ xác tôi, biết. Này, anh là thanh niên nhé, nói năng cho tử tế nhé. Anh toàn đi bắt nạt trẻ con thôi. Tôi làm gì đâu. Đây là chúng nó tự nguyện đấy, đúng không? Tự nguyện gì? Anh đi ngay đi, không tôi báo công an phường cho anh biết đấy. Bà ơi, sao con? Định đánh cháu ạ. Không sợ, đã có bà đây rồi. Này. Ăn nói cho cẩn thận nhá. Từ bé đến lớn là tao chưa đánh trẻ con bao giờ đâu. Mày nói linh tinh tao phả nó phát này. Anh biết điều thì đi. Không tôi báo công an phường đi nhá. Này, bắt nạt trẻ con này. Chẳng qua nhá, là bà bán xôi nhá, tôi nể thôi. Trời ơi. Đuổi thì đi. Biến đi cho được việc. Cháu ơi, đây có phải là cháu không? Đúng rồi ạ. À thế à? Thế để bà liên lạc với số điện thoại này để cho người nhà cháu đến đón nhé. Vâng ạ. Được rồi. Anh ơi, tìm bé Xu thế nào rồi? May quá, anh cũng đang định gọi cho em. Vừa có người gọi điện cho anh thông báo là nhìn thấy bé Xu rồi đấy. Thật thế á? Đúng rồi. Nhưng mà liệu có phải là lừa đảo không? Mấy hôm trước cũng có mấy người dẫn những đứa bé khác nhau đến đây rồi. Nhưng lần này anh tin linh cảm mình là đúng. Em cũng hy vọng lần này như chúng ta mong đợi anh ạ. Thế anh đã gọi bên kia chưa? Anh gọi rồi. Anh vừa hẹn lịch với họ đấy. Mình giờ đi luôn nhá. Ừ, mình đi thôi. Đi. Anh đã liên lạc lại với người ta chưa? Sao giờ này mà chưa thấy ai đến thế anh? Đây, hẹn giờ này đây. Chắc là sắp đến rồi. Su! Anh đây rồi. Đừng khóc nữa. Anh ở đây. Cô. À, cháu là anh trai của Su ạ. À thế à? Dạ vâng. Cho cháu hỏi cô phải là người gọi liên lạc với cháu đúng không? Có. Đấy cô liên lạc số điện thoại cho cháu đấy. Cháu cảm ơn cô. Dạ cháu mời cô vào đây ngồi ạ. Su em ngồi đây. Dạ. Bà ơi, chúng cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Nếu như không có bà thì không biết bao giờ chúng cháu mới tìm được bé Su nữa. Cháu cảm ơn bà rất là nhiều. Bà này, ơn trời ấy, cho tôi gặp con bé này đấy. Nhưng mà lần sau tôi dặn nhé, cần phải quan sát kỹ hơn, tránh tình trạng xảy ra như thế này nữa, nhớ chưa? Dạ vâng, chúng cháu nhớ rồi ạ. Chúng cháu sẽ không để diễn ra lần thứ hai đâu ạ. Cháu cảm ơn bà. Dạ. Vừa nhìn thấy một thằng con nọ ấy, nó bắt làm trẻ con ấy, nó vừa lảng vảng đi qua đây, các anh xong vừa đến bắt thôi nhá. Để tôi theo dõi. Vâng. Anh đã làm việc xong chưa? Đây anh đang làm. Em có chuyện muốn nói với anh này. Sao đấy? Em nghe nói là cô Loan ấy, người mà trước giúp đỡ chúng ta tìm được bé Su ấy, cô ấy đang gặp khó khăn đấy. Em biết tin lâu chưa? Sao bây giờ mới nói cho anh? Thì em cũng vừa mới biết sáng nay xong, bây giờ em mới bảo anh đây này. Vậy à? Ừ. Thế thì mình đi lấy xe rồi qua thăm cô luôn đi. À, để còn đón bé Su nữa nhá. Ừ. Đi. Cháu nghe tin cô bị bệnh, cháu vào đây cháu thăm cô ạ. Cô có sao đâu. Do thời tiết ấy mà, cho nên cô chỉ hơi bị chóng mặt tí thôi. Cô ơi, cháu đã xem tin tức của một số bác sĩ tìm tùy phù hợp để cấy ghép cho cô, nên mới biết cô ở đây đấy ạ. Cô thấy các cháu đến là cô hạnh phúc rồi. Cô nói gì vậy? Cô có ơn với gia đình chồng cháu. Đây là điều chúng cháu nên làm mà. Cô ơi, cô cố gắng lên. Nhất định anh cháu sẽ giúp cô. Vâng, bọn cháu đã liên hệ với cả vài người bạn nước ngoài để tìm tủy cho cô đấy ạ. Và đã có tìm được người phù hợp rồi cô ạ. Cô cứ yên tâm. Cô thấy bản thân mình đã tuyệt vọng rồi. Có những bác sĩ nói là phải mất nhiều năm mới tìm được các cháu ạ. Cô yên tâm. Cô ơn của cô chúng cháu trả mãi không hết ạ. Cô ơi, cô khỏe. Cô đưa cháu đi chơi nhá. Cô ăn thật nhiều cô nhá, để cho trong cháu khỏe. Rồi về nhà, rồi đưa Su đi chơi cô ạ. Su đi chơi nhá. Cô ơi, cô nhớ là phải uống thật nhiều nước cam với nhiều sữa cô nhá. Xong rồi nếu cô khỏe, bọn cháu sẽ đưa cô đi chơi. Cảm ơn. Cô cố gắng lên nhá. Chúng cháu sẽ đợi cô trở về.